Các nhà nghiên cứu thì cũng nhận thấy rằng là vào mùa xuân ấy, trong một năm thì cái đồng hồ sinh học của chúng ta ấy, vào cái thời điểm đấy thì là những cái các tế bào mà tham gia quá trình viêm ấy, ví dụ như các tế bào mastocyte hoặc là histamine thứ trong cơ thể đều phát triển rất là mạnh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của Đông y Tuệ Đường và mình là Hương Quỳnh. Và các bạn thân mến, mùa đông đã đi qua và mùa xuân đã tới. Với những sự chuyển biến của nhiệt độ và độ ẩm và là điều kiện thích hợp để cho những cái bệnh lý ngoài da phát triển. Vậy thì bệnh lý ngoài da nào mà chúng ta hay gặp vào mùa xuân và cách để chúng ta phòng bệnh cho người thân cũng như là những người trong gia đình của mình là gì? Thì hãy cùng với mình và bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại Đông y Tuệ Đường đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, mùa xuân thì có thể nói là mùa trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà cũng lại là cái mùa mà cái bệnh dị ứng lại nhiều nhất trong năm. Vậy thì cô có thể nói cụ thể hơn về cái tình trạng này đúng không ạ? Có thể nói là giao giữa mùa đông và mùa xuân ấy là thời điểm mà những ai mà bị mắc bệnh dị ứng, có cơ địa dị ứng là cái thời điểm mà bộc phát cái khả năng nhạy cảm của mình nhiều nhất. Lý do đầu tiên thì chúng ta phải kể đến đấy là mùa xuân là cái mùa mà người ta hay, các cụ vẫn nói rằng là trăm hoa đua nở. Mà hoa nở thì có phấn hoa sẽ rất nhiều. Và phấn hoa thì là những nguyên nhân mà gây dị ứng số 1 ở Việt Nam. Khi mà phấn hoa nhiều này, bung trong không khí rất nhiều, lại kết hợp với những cái lượng mưa xuân á, mà làm cho nó sẽ rơi xuống mặt đất và phát tán sẽ là lả mặt đất, là chúng ta hít phải là cái lượng phấn hoa rất là nhiều, làm cho những ai có cơ địa dị ứng sẽ bị rất là nhiều vào cái thời điểm này. Đấy là lý do tại sao. Thêm nữa thì mùa xuân không những là chỉ về nhiệt độ tăng mà là độ ẩm cũng tăng. Mà chúng ta hay nói rằng là mùa xuân là cái mùa của nồm ẩm. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ để ý xem là, tức là nấm mốc phát triển rất là mạnh. Và khi mà nấm mốc phát triển thì bệnh cũng từ đấy mà lây ra. Làm cho những ai mà cơ địa có làn da nhạy cảm thì rất là mẫn cảm với những cái nấm mốc đấy. Và nó gây nên những cái bệnh ngoài da chúng ta. Và hơn nữa cũng yếu tố bên ngoài là theo các nhà nghiên cứu thì cũng nhận thấy rằng là vào mùa xuân ấy, trong một năm thì cái đồng hồ sinh học của chúng ta ấy, vào cái thời điểm đấy thì là những cái các tế bào mà tham gia quá trình viêm ấy, ví dụ như các tế bào mastocyte hoặc là histamine thứ trong cơ thể đều phát triển rất là mạnh, hoạt động tăng cao hơn so với lại mọi những cái thời điểm khác trong năm. Và đấy là những cái yếu tố mà tham gia vào quá trình gây dị ứng. Chính vì vậy mà mùa xuân là cái mùa mà chúng ta hay mắc các bệnh như là viêm kết mạc dị ứng này, sốt phát ban này, hoặc là mề đay, mẩn ngứa, sàn thứ đấy đúng không? Dạ vâng, vậy thì là một bác sĩ y học cổ truyền, cô có thể lý giải điều này theo những cái nguyên lý của Đông y được không ạ? Theo Đông y thì mùa xuân là mùa chủ về khí của phong mộc. Mà phong thì dễ sinh trùng. Thứ hai nữa là phong mùa xuân thì là mùa của tạng can. Can làm chủ, tức là can lại là can mộc. Chính vì vậy mà cây cối thì đâm chồi nảy lộc, ra hoa nhiều, làm cho dương khí thì phát ra. Hơn nữa là dương khí thì muốn phát ra nhưng mà cũng chưa thắng nổi hàn tà nồm ẩm. Chính vì vậy mà nó gây những cái hiện tượng nồm ẩm và nấm mốc phát triển, cho là cái thời điểm đấy là như vậy. Hơn nữa là trong cơ thể của chúng ta ấy, thì vì dương khí muốn phát mà đã không thắng được hàn, cho nên hay gây nên cái hiện tượng là can ốt sinh phong. Cho nên là hay dễ những phong thì hay dễ những cái dị ứng này, nổi ban này, hoặc là sẩn ngứa. Hơn nữa là can ốt thì lại khắc tỳ, cho nên hay gây những cái bệnh ví dụ như là đau dạ dày, ví dụ cái triệu chứng như hơi hậu chua, hoặc là đau thượng vị, hoặc là đại tràng, ví dụ như là đi ngoài lỏng, táo bón. Hơn nữa là làm cho trẻ thì dễ bị sốt cao, sốt phát ban ấy. Hay gây vào cái mùa này là vì như vậy. Vậy là vào mùa xuân khi mà có những cái sự thay đổi về thời tiết như vậy ạ, thì những cái bệnh lý ngoài da nào mà chúng ta hay mắc phải và biểu hiện của chúng thì như thế nào cô? Những biểu hiện trên da mà chúng ta dễ thấy nhất đấy là da ửng đỏ, nổi mẩn ngứa. Các bệnh chúng ta hay gặp thì ví dụ như là bệnh nhân nổi mày đay, có thể nổi thành từng những cái vầng một, hoặc là những cái điểm nó sẽ xuất hiện theo những cái cơn ấy, tức là nổi thành từng cái mảng ửng đỏ da, và chúng ta sẽ phải uống thuốc hoặc là dị ứng những thứ nó mới hết, và cứ kéo dài là bị lặp lại liên tục. Hoặc là hai nữa là cái bệnh nhân bị thủy đậu, ví dụ như nổi cái mụn nước ở trên da ấy, và nếu không bội nhiễm thì sẽ khỏi trong vòng từ 7 đến 10 ngày.
Bệnh thứ ba chúng ta hay gặp đấy là bệnh sốt phát ban ở trẻ nhỏ. Sốt phát ban thì bệnh nhân có những cái sốt cao, ngoài sốt cao ra thì có những cái điểm chấm li ti ở trên da. Chúng ta rất là hay dễ nhầm những cái sốt xuất huyết. Ngoài ra thì có thể là gặp tràm bụi nhiễm hoặc là tràm vi khuẩn ở trên những bệnh nhân mà có cái tiền triệu trước đó. Ngoài các bệnh về da thì chúng ta hay gặp những cái bệnh liên quan đến dị ứng, ví dụ như viêm xoang, viêm mũi hoặc là hen phế quản. Vậy thì cô có những cái lời khuyên nào dành cho mọi người về cách để chúng ta phòng những cái bệnh lý ngoài da vào mùa xuân không cô? Về mùa xuân thì là cái mùa mà nó rất hay mắc những bệnh dị ứng như ở trên ấy. Cho nên chúng ta một trong những cái biện pháp mà để phòng những cái bệnh tốt nhất, thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh nhà cửa thường xuyên, sạch sẽ, không bị nồm ẩm để cho nấm mốc phát triển, không để phấn hoa có thể bay vào nhà để gây nên cái yếu tố dị ứng, và ăn chín uống sôi. Đấy là cái mùa mà chúng ta cần phải thực hiện cái nguyên tắc vệ sinh đấy nhất, để chúng ta tránh mắc những cái bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào. Mùa xuân thì là chúng ta phải giữ ấm cơ thể. Tiếp thêm nữa là chúng ta nên đeo khẩu trang thường xuyên để chúng ta tránh hít phải cái phấn hoa hoặc là những cái côn trùng cái mùa này chúng ta hay gặp rất là nhiều. Ngoài ra mà nếu khi chúng ta đã có biểu hiện của bệnh ấy, thì tốt nhất là nên đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và được điều trị kịp thời. Thưa các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa cùng với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền đi tìm hiểu về những bệnh lý ngoài da mà chúng ta hay gặp ở trong mùa xuân, cũng như là cách để phòng tránh mắc những cái bệnh này. Vậy nếu như mà các bạn có bất cứ vấn đề thắc mắc gì về da liễu, phụ khoa hay là cơ xương khớp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video để được các bác sĩ tại Đông Y Tuệ Y Đường hỗ trợ kịp thời, hoặc là có thể liên hệ qua số hotline 0789 502 555. Và cũng đừng quên là chúng ta có lịch khám trực tiếp và miễn phí với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại Đông Y Tuệ Y Đường vào chiều thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần tại 166 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!